Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 27 tháng 6 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 6, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9476, 4554, 0917. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8033. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15789, 78490, 06172, 11929, 70240, 51762, 56252. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 22125, 30701. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91843. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 44740. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 861843. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 861843.